Cô chào các em. Ở lớp 6, các em đã được học về các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, lượng từ. Tiết 14 phân môn tiếng Việt ngày hôm nay tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu thêm một từ loại nữa, đó là đại từ. Các em hãy khoan vội ghi bài đã, tập trung nghe giảng hết. Sau đó thì các em sẽ dừng lại ghi theo các slide có mẫu bút chì ở góc trái phía trên của màn hình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là đại từ và vai trò ngữ pháp của đại từ. Các em đọc lại các ngữ liệu dưới đây, chú ý các từ in đậm. A. Gia đình tôi khá giả, anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan, nó lại khéo tay nữa. Khánh Hòa. Ngữ liệu B. Chợt con gà trống ở phía sau bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh, tiếng nó dõng dạc nhất sớm. Quả Quảng. Ngữ liệu C. Mẹ tôi giọng khẳng đặc từ trong màn nói vọng ra. Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Ngữ liệu D. Nước non lận đận một mình, thân cò lên thác xuống gành mấy nay. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con, ca dao. Sau đó trả lời các câu hỏi sau. Từ nó ở ngữ liệu thứ nhất trỏ ai? Từ nó ở ngữ liệu thứ hai trỏ con vật nào? Từ thế ở ngữ liệu thứ ba trỏ sự việc gì? Chỉ ra điểm chung về công dụng của các từ in đóng ở các ví dụ A, B, C. Sau cùng các em trả lời câu hỏi từ ai trong bài ca dao dùng để làm gì? Ở ngữ liệu thứ nhất, từ nó trong câu thứ tư trỏ em tôi trong câu thứ ba tức trỏ người. Ở ngữ liệu thứ hai, từ nó trong câu thứ ba trỏ con gà trong câu thứ hai tức trỏ con vật. Ở ngữ liệu thứ ba, từ thế trong câu thứ ba trỏ việc chia đồ chơi trong câu thứ hai tức trỏ sự việc. Điểm chung về công dụng của các từ in đậm trong các ví dụ này chính là dùng để trỏ. Để xác định đúng đối tượng được trỏ, chúng ta cần căn cứ vào từng ngữ cảnh cụ thể các em nhé. Ở ngữ liệu thứ tư, từ ai dùng để hỏi. Những từ dùng với công dụng trỏ hoặc hỏi được gọi là đại từ. Chúng ta hãy cùng đọc lại ghi nhớ chấm tròn số 1 trang 55 để nắm rõ hơn khái niệm đại từ các em nhé. Chúng ta cần phân biệt đại từ với danh từ, động từ, tính từ. Danh từ, động từ, tính từ là những từ dùng để gọi tên sự vật hoạt động tính chất. Còn đại từ là những từ dùng để trỏ vào tên gọi sẵn có của sự vật hoạt động tính chất. Chúng ta hãy cùng thực hiện bài tập nhanh để kiểm chứng sự khác biệt giữa đại từ và danh từ. Tìm các đại từ tương ứng với các danh từ thận, thanh sắc trong ngữ liệu sau. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, thận không ngờ thanh sắc lại chui vào lưới. Chàng lại ném nó xuống sông theo sự tích hồ gương. Ta tìm được đại từ chàng ở câu thứ hai, trỏ danh từ riêng thận ở câu thứ nhất. Cũng cần lưu ý với các em thế này, cái từ chàng ở đây vốn dĩ nó là danh từ chỉ người, nhưng trong ngữ cảnh này thì nó được dùng để trỏ vào nhân vật có tên là thận được nói tới ở câu thứ nhất, cho nên nó được dùng với tư cách đại từ trong cái ngữ cảnh này. Rồi, đại từ nó ở câu thứ hai thì trỏ thanh sắc ở câu thứ nhất. Cũng cần phân biệt đại từ với chỉ từ. Đại từ trỏ vào chính sự vật hoạt động tính chất, còn chỉ từ lại trỏ vào vị trí không gian hay thời gian tồn tại sự vật. Chúng ta hãy cùng kiểm chứng qua bài tập nhanh. Xác định đại từ chỉ từ trong các ví dụ sau. Thứ nhất, năm ấy đến lượt Lý Thông nộp mình, mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay, trích Thạch Sanh. Ví dụ khác, một hôm Viên Quang đi qua một cánh đồng lạc kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng, trích em bé thông minh. Chúng ta tìm được đại từ hắn. Đại từ hắn trỏ Lý Thông, tức là trỏ chính vào người vật. Còn chỉ từ kia nọ thì lại trỏ vị trí không gian của làng nhà.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vai trò ngữ pháp của đại từ qua các ví dụ phần 1 La Mã sách giáo khoa trang 54-55. Các em chú ý, các từ được hiển thị trên màn hình là tô màu á, chính là các đại từ nha. Rồi chúng ta lần lượt xét. Câu thứ nhất, nó lại khéo tay nữa, thì từ nó trong câu này chính là thành phần chủ ngữ của câu. Ở ví dụ thứ hai, tiếng nó dõng dạng nhất sớm, từ nó ở đây chính là phụ ngữ của danh từ tiếng. Trong ví dụ thứ ba, vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi, thì từ thế ở đây là phụ ngữ của động từ nghe. Ví dụ thứ tư, ai làm cho bể kia đầy, cho áo kia cạn, cho gầy cọt con? Đây là một câu nghi vấn, vẫn đảm bảo đủ hai thành phần chính của câu, với ai là thành phần chủ ngữ trong câu. Ví dụ cuối cùng, người học giỏi nhất lớp là nó. Nó trong câu này đảm nhiệm vai trò thành phần chính thứ hai, tức thành phần biện ngữ của câu. Các em thấy vai trò ngữ pháp của đại từ thì ta thấy nó cũng tương tự như vai trò ngữ pháp của danh từ, động từ, tính từ. Tức là cũng có thể làm chủ ngữ, làm vị ngữ, và cũng có thể làm phụ ngữ của danh từ, của động từ, của tính từ. Các em hãy xem lại ghi nhớ sách giáo khoa trang chấm tròn số 2 trang 55. Chúng ta tìm hiểu tiếp qua phần 2 La Mã, các loại đại từ. Các đại từ tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ, rõ gì? Các đại từ bấy, bấy nhiêu, rõ gì? Các đại từ vậy, thế, rõ gì? Các đại từ ai, gì, hỏi về gì? Các đại từ bao nhiêu, mấy, hỏi về gì? Các đại từ sao, thế nào, hỏi về gì? Đại từ tiếng Việt gồm có hai loại lớn. Loại thứ nhất là đại từ dùng để trỏ, bao gồm các tiểu loại sau đây. Các đại từ tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ, dùng để trỏ người, vật. Các đại từ bấy, bấy nhiêu, trỏ số lượng. Các đại từ vậy, thế, trỏ hoạt động, tính chất, sự việc. Loại lớn thứ hai là đại từ dùng để hỏi, gồm các tiểu loại sau đây. Các đại từ ai, gì, hỏi về người, vật. Các đại từ bao nhiêu, mấy, hỏi về số lượng. Các đại từ sao, thế nào, hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc. Các em đọc ghi nhớ sách giáo khoa trang 56 cho phần này nhé. Các em nhìn lên sơ đồ trên màn hình, cô sẽ khái quát lại những nội dung trọng tâm của tiết học ngày hôm nay nhé. Đại từ là những từ dùng để trỏ và dùng để hỏi. Đây là hai công dụng của đại từ. Theo đó, đại từ cũng được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đại từ dùng để trỏ. Thì ta thấy có ba cái loại nhỏ, đó là đại từ dùng để trỏ người, trỏ sự vật. Thứ hai là đại từ dùng để trỏ số lượng. Thứ ba là đại từ dùng để trỏ hoạt động, tính chất, sự việc. Với đại từ dùng để hỏi, ta thấy cũng được chia làm ba loại nhỏ. Đó là đại từ dùng để hỏi về người, sự vật. Đại từ dùng để hỏi về số lượng. Đại từ dùng để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phần luyện tập. Bài tập 1A trang 56. Lập bảng liệt kê các đại từ xưng hô theo ngôi 1, 2, 3 và theo số ít số nhiều. Các em sẽ điền trực tiếp vào bảng được kẻ sẵn trong sách giáo khoa trang 56. Và đây là những gợi ý. Đại từ xưng hô là đại từ dùng để trỏ người, sự vật. Ngôi 1 chỉ người nói, ngôi 2 chỉ người nghe, ngôi 3 chỉ người sự vật được nói tới. Số ít chỉ 1, số nhiều từ 2 trở lên. Bài tập 1B trang 56 gợi ý các em phân biệt dựa vào ngôi nhân xưng. Bài tập 2 trang 57, tìm thêm đại từ vốn là danh từ chỉ người. Các em sẽ tìm theo gợi ý ở sách giáo khoa trang 57. Bài tập 3 trang 57, gợi ý trỏ chung là trỏ hết thảy, không loại trừ. Ví dụ, hôm ấy ở nhà ai cũng vui. Ai không dùng để hỏi mà dùng để trỏ tất cả mọi người có mặt hôm ấy. Bài tập 4 trang 57, các em sẽ thực hiện thảo luận nhóm. Phần bài tập về nhà, bài tập nâng cao, các em sẽ thực hiện bài tập 5 trang 57. Gợi ý, so sánh dựa vào cùng một ngôi nhân xưng, số ít hay số nhiều giữa đại từ tiếng Việt và ngôn ngữ khác. Kết thúc tiết học hôm nay, cô có lời dặn dò các em chép bài theo các slide có biểu tượng bút chì ở góc trái phía trên của màn hình. Phần luyện tập, các em đọc kỹ yêu cầu đề, đọc kỹ phần hướng dẫn và trình bày vào vở. Mến chào các em, chúc các em vui khỏe, học tốt.